Rồi, bây giờ tiếp theo nè, bây giờ mommy sẽ mình cho xét. Bây giờ sẽ mình nó sẽ màu tím nha. Look. Come. Mommy use this one, the tape measurement. Measure it number right here. How right here, what number is it? 5. Okay, can you find number 5 to put right there? Wait, is it number 5? Hình như ngược rồi, sếp anh sẽ quay lại để con flip it over. Số 5 á. Đúng rồi, số 5. Này số 9. 9. Này số 6. 9 có sếp ngược luôn rồi. 9 ngược rồi sếp. Flip it over cho sếp. Đúng rồi. Này, hình này hình gì đây? Trepazole. Trepazole, cái này anh thấy hexagon. Hexagon. Thầy nhà mày đo không? Đo nha. Đó, mình sẽ coi. Rồi sếp, thấy không? Khúc này nè. Này số mấy đây? Đi. Không, số này nè con, số nhỏ nhỏ này nè. 7. Rồi, looking for number 7. Okay. Ok, bỏ cho number 7 cho mình coi. Number 7 đâu, chỗ hình trapezoid. Oh, I mean hexagon. Số 7. Ok. Đây nè con. Ok. Ngồi cơ sếp, bảy ngồi cơ. Rồi bây giờ cái hình. Cái hình là hình gì? This is the number 6. Cái hình gì sếp? Hình này hình gì đây? 8. 8. Sếp. Mày đo nha. Này cái rule là của mình nha. Rồi. This is the rule. Đúng rồi, sếp ơi, số mấy đây? 4. Số này nè, số nhỏ nhỏ ở dưới nó under. 10. That's right. Rồi số 10 đâu? Làm số 10 cho mình coi. Số 1 với số 0. Một chú số 0 sao con? Đúng rồi, bỏ số 10 vào đây cho mình coi. Rồi. Này số 10 đúng không? 10, 7, 5, 9, 6. Which one is tallest? Hình nào bự, hình nào, cái hình nào cao nhất? Hình tam giác. Hình tam giác cao nhất. Rồi, số 10, số 7, số 5, số 9, số 6, số nào bự nhất? Which number is biggest? Số mấy bự nhất? Số mấy? 10. Giỏi. Số nào nhỏ? Số nào nhỏ nhất? Which one smallest? Cái nào shortest? Cái hình nào? Cái hình nào ngắn nhất, ít nhất? Ít nhất. Ít nhất xíu xíu thôi, cao xíu xíu à, lùn nhất. Cái này cao nhất, cái này lùn nhất. This is tallest, which one shortest? Đúng rồi, hình này hình gì? How tall again hả? Thế bỏ thêm vô làm nó taller hả? Để mình thả thử nha. Không chưa mới đau lại. Rồi. Oops. Bỏ ra qua bên đi. Bây giờ mà mình sẽ đo cái hình màu tím nha. 5 đúng không? 5, you add more square in there. Let's see how tall it is now. Rồi nữa không? Thêm nữa hả? Nhẹ không? Coi chừng đỏ quá xem. Rồi chuẩn bị nha. Chưa nữa hả? Trời ơi sao nó đỏ quá xem ơi. Xem sẽ sức xuống sẽ đạp lên giấy nè con. Rồi nhẹ thôi chừng. Xong chưa? Xong chưa? Chuẩn bị nha. Để bàn bờ luôn rồi. Nè, ngó là sẽ cầm nè, thấy không? Mày để gì đó. No tiptoe, ok? Touch the ground. See. Số mấy đây? Số mấy lúc rồi mà mình số mấy? 8. That's right. Rank number 8. Mình số 8 nữa không? Số 8 like this, can you rank number 8? Số 8 được không? Tiếp mình coi thôi.
Nè mẹ nói xem nghe nè, số 8 dễ, em chỉ phía số 8 nha. Số 8 thấy hình tròn không? Hình tròn với hình tròn nè. Vậy hai hình tròn. You stack the two circles together. Một hình tròn rồi, one more circle under it. There you go. Number 8. Giỏi. Yay, rồi. Okay, that's all about the numbers. Thì giỏi quá. Face đi. Mommy số, send me số máy. Which number you wanna write now? I'll show you. Số 4 hả? À, số 4 thì số 4 được không? Biết số 4 viết sao không? You trace it. Nè, cho em mượn đi. Can we borrow it please? À, nhìn mommy nha. Nè, 1 2 1 2 3. Rồi con làm đi. Nào đầu tiên vô vẽ cái một cái thanh dài xuống. Đúng rồi. Trời, vẽ cái một cái corner ngang qua, kéo ngang qua. Từ đây nè con, từ đây kéo ngang qua. Rồi, từ đúng rồi, từ đây kéo thẳng xuống. Khai rồi, mà con phải kéo khúc này từ kéo xuống nè. Từ đây nè, đó kéo xuống. Giỏi. I have another way. Mày bỏ all this. Sẽ biết hình hình rõ xong biết chia sẻ không? Đấy đúng không? Đúng không? Sau đó sẽ viết một cái này sẽ viết thẳng lên nữa. Đó, số 4 đó. Làm lại mày coi coi. Mình nói vậy rồi. Thôi để nắp lại đi không chơi nữa. Vô ngoài đấy, vô đến. Rồi, để nắp lại. Let me check my not out, my not wake up from nap. You say bye bye. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Giơ tay chào nữa.